Và bây giờ là khoảng thời gian Thanh Điền và Thanh Ngọc mong muốn được chia sẻ những bí quyết, những mẹo nhỏ trong chuyên mục Sống Khỏe. Trên gương mặt của một người khi mà nói chuyện có nhiều điểm thu hút khác nhau, trong đó cũng có bờ môi. Vì thế, trời ghê quá. Để coi coi. Trời ơi, bờ môi cũng gợi cảm lắm chứ bộ. Nếu như mà mình môi không có được gọi là bóng căng, bóng mịn mà khô nứt nẻ, cái thứ nhất là làm cho bản thân người đó khó chịu, đau đớn. Cái thứ hai là mình sẽ cảm thấy mất tự tin khi mà nói chuyện với người đối diện. Vì thế cho nên có một vài mẹo nhỏ sau đây để giúp chúng ta có thể tránh hoặc là giảm đi cái tình trạng môi bị khô và nứt nẻ. Lưu ý là những cái mẹo nhỏ này chỉ dành riêng cho các khán giả nữ. Trước hết đó là không nên thường xuyên sử dụng son màu, bởi vì sắc tố và sáp ở trong son màu thì sẽ dễ làm mất đi cái độ ẩm của môi chúng ta, và môi cũng sẽ dễ bị khô, bị nứt nẻ. Và nhớ là sau khi chúng ta ăn xong cũng phải lấy khăn giấy lau sạch dầu ở trên môi, sau đó chúng ta mới tô son trở lại. Đó là một cách để bảo vệ môi. Nhắc đến son môi thì son môi thường là được dùng trong khoảng từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên là gặp nhiệt độ cao thì son có thể bị chảy ra. Vì vậy nên bảo quản son ở nơi râm mát, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào trong cây son của mình. Chúng ta nên tập thói quen chủ động uống nước và cũng có thể uống thêm một ít vitamin theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để cải thiện màu sắc trên môi. Và tốt nhất là hạn chế ăn những đồ ăn có tính kích thích như là đồ chiên, những cái đồ chua cay thì cũng sẽ hạn chế được việc môi của chúng ta bị nứt nẻ. Và có một bí quyết giúp môi đẹp, đó chính là dùng một lượng bột ngọc trai pha vừa phải với kem làm mềm môi. Sau đó chúng ta sẽ bôi lên môi giữ khoảng 15 phút, vừa có tác dụng dưỡng môi, vừa có tác dụng cải thiện màu sắc của môi nữa.